số 1 là pH của súng 4.6 dạ. và phải thêm độ 5% muối. Có thực hiện đây không? Dạ. Thế còn đối với người dân thì... Các bạn có thể hiểu là pH 4.6 là nó tương đương với độ chua của một trái cà chua. Do đó rằng nếu mà theo đúng cái quy chuẩn này á, như giáo sư đề đã nói á, thì tất cả các thực phẩm đóng hộp các bạn ăn thì nó đều phải có cái vị chua và rất là mặn. 5% muối là một cái độ mặn rất lớn. Do đó rằng á, là những cái sản phẩm như là cháo ăn liền của Sài Gòn Food hoặc là cơm trắng ăn liền của những cái sản phẩm của Hàn Quốc hay là những cái thịt hộp, pate hộp thì mình khi mình ăn mình đâu có cái cảm giác nó bị chua hoặc là bị quá mặn. Do đó rằng là chỗ này cần phải xem xét lại. Độ trong 30 phút trở lên. Cho nên là các nhà máy đồ hộp thì yên tâm. Họ có thiết bị để tạo cái áp suất một atmosphere thì khi đó nhiệt độ mới lên đến 100 độ. Còn mình đun này thì được 100 độ thôi. Cho nên là nếu mà mình nhớ không lầm á, là một atmosphere, một ATM nó là chính là áp suất của môi trường mà chúng ta đang sống. Do đó rằng là nhiệt độ cho dù có đun như thế nào đi nữa thì nhiệt độ sôi của nước cũng chỉ là 100 độ C mà thôi. Khi mà mình dùng cái nồi áp suất á, hoặc là mình dùng các thiết bị nấu áp suất cao á, thì mới tăng được áp suất thì của cái môi trường ở bên trong cái nồi. Và từ đó là mới làm tăng được cái nhiệt độ sôi của nước ở bên trong. Do đó chỗ này giáo sư nói không chính xác. Không phải làm nóng, phải đun sôi. Nhưng mà phải đun sôi thời gian đủ để cho phá hủy cái độc tố. Ví dụ ở đây là sản phẩm pate thì chúng ta cũng sẽ đun sôi. Không phải để tủ lạnh lấy ra ăn được, mà phải nấu lại. Thế còn những cái sản phẩm như là thịt nguội hay là khác thì chúng ta cũng... Nhưng mà phải nấu lại. Tại vì bản thân tôi không ăn cái gì mà chưa qua nấu rồi. Và ít nhất là mình quan tâm cái vi khuẩn không vào từ thì nó chết, còn độc tố nó bị phá hủy. Vâng, tại vì là tôi thấy là thói quen của nhiều người ạ, thì khi mà ăn đồ nguội họ sẽ không làm nóng. Không biết là đồ hộp nói hai điều kiện. Dạ. Một là cái nhãn hiệu đồ hộp không thể yên tâm được, một cái nhà máy có uy tín. Dạ. Thứ hai là có kiểm tra hậu kiểm rồi. Dạ. Chứ còn thực phẩm trôi nổi mà dạ, chưa ai kiểm tra càng thì sợ lắm. Dạ, dạ. Vâng, vậy thì khi mà chúng ta mà không làm nóng cái sản phẩm đấy thì chúng ta sẽ đối mặt với những nguy cơ gì? Dạ. Nếu mà đã làm nóng một đồ hộp đã vênh thì cũng nên không nên làm nóng, bỏ đi. Còn nguyên nhân không phải chỉ có độc tố này đâu, yeah, nhiều độc tố lắm. Chỗ này mình thấy bạn biên tập viên này hỏi một câu rất là hay. Nghĩa là giáo sư thì là nói rằng là cái gì về cũng phải đun lại hết. Thì có thể ngầm ý của giáo sư ở đây là những cái đồ hộp mà trôi nổi ngoài thị trường mà không rõ thương hiệu, vân vân. Còn đối với những cái đồ hộp mà có thương hiệu một cách đàng hoàng và được kiểm tra đó thì có thể sẽ không cần phải đun nấu lại. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh ở cái điểm này. Thứ nhất á, là tất cả các đồ hộp được làm ra đều phải trải qua tối thiểu là từ 15 rồi là từ 2 tuần đến 3 tuần để người ta để ngoài môi trường để mà xem coi là cái đồ hộp nó có bị phồng lên không. Khi mà nó không bị phồng lên gọi là vượt qua giai đoạn hậu kiểm này á, thì nó mới được đưa ra thị trường. Cái điều thứ hai á, là đa số các sản phẩm đồ hộp được dùng để ăn liền và dùng cho những tình huống khẩn cấp. Ví dụ như là đang ở trong rừng, đang nước lũ vân vân. Do đó là cái việc đun nấu lại ở đây á, là bất khả thi. Cái điều tiếp theo á, mà cần phải hiểu á, là cái sản phẩm, cái chất lượng của sản phẩm khi mà mình đun nấu lại rồi á, thì nó sẽ không còn ngon nữa. Ví dụ như nó pate đi, pate đóng hộp mà bạn đun nấu cho sôi thì là sôi lên thì cái chuyện đó thì nó không còn là sản phẩm pate nữa. Hoặc là có một số những sản phẩm mình có thể ăn ngay lập tức và nó không chua, ví dụ như là bắp hộp hoặc là đậu hộp, thậm chí là cá hộp, một cái nhãn hiệu cá hộp Ba Cô Gái rất là nổi tiếng. Do đó mình cũng không nên hoang mang ha. Những cái thông tin ở đây thì nó mang tính chất tham khảo, cho nên mình cũng không có cần phải quá hoang mang đâu. Có một điều quan trọng nhất là nếu mà cái đồ hộp mà đã bị phồng là lập tức mình phải bỏ. Không bao giờ tiếc nuối những cái đồ hộp đã bị phồng. Cái cách bỏ nó cũng hơi đặc biệt, có nghĩa là
trong đó nó có nhiều độc tố lắm, cho nên là nếu mà cái đồ hộp đó bị con chó hay con mèo ở ngoài đường nó ăn á, thì nó cũng sẽ bị ngộ độc thôi. Thì cách bỏ an toàn nhất đối với đồ hộp á, là bạn phải đun sôi cái đồ hộp đó còn trong hộp luôn, đậy nắp lại trong vòng tối thiểu là 15 phút đun sôi ha, rồi sau đó mình mới đem bỏ, chứ không có mình không có sử dụng để mình ăn lại vậy ha.